1 kg thịt heo, 1 kg thịt gà, 2 kg rau củ và gia vị. Thế nhưng, combo này chỉ có giá 150.000 đồng, khiến nhiều người dân bất ngờ về cả chất lượng và giá thành. Ngoài combo 150.000 đồng, còn có 3 combo khác với nhiều loại thực phẩm và rau củ hợp lý. Combo có giá cao nhất là 500.000 đồng, bao gồm 6 loại thịt, cá hải sản và 5 kg rau củ quả. Được sự chỉ đạo từ cấp trên, phòng kinh tế quận liên hệ để mà có cái nguồn cung ứng cho các phường, thì phường cũng tích cực và triển khai đến 50 tổ dân phố, 4 khu phố và 50 tổ dân phố để thực hiện cái việc đi chợ hộ giúp dân trong mùa dịch Covid. Vào đầu tuần, mỗi nhà dân sẽ được phát một bảng, bao gồm các loại combo, mức giá và số điện thoại liên hệ mua. Tổ trưởng tổ dân phố sẽ nhận tiền và chốt đơn trong vòng 2 ngày. Sáng thứ Năm hàng tuần, phường sẽ tổ chức đưa các túi thực phẩm tới tận nhà dân. Tiện cho người dân là dễ chọn lựa. Nói chung là nó rút ngắn thời gian. Đối với tình nguyện viên mà phải đi lựa chọn hộ dân, giúp dân thì cũng nhờ cái sự đồng hành của cái đơn vị cung ứng và cũng muốn cho hỗ trợ phần nào đó cho người dân. Cho nên là cũng có cái giá ưu đãi. Rau củ thì chất lượng cũng ngon, khuyến mãi được khuyến mãi nữa. Trong đó khuyến mãi là phải rau củ cho bà con mình. Chứ hàng cũng được, ngon chứ không phải cái dân không ai chê, không có sao hết. Là bà con mình cũng chơi khen nhiều lắm. Đang cái rúp lên ban hành khu phố cho nhân dân khu phố mình bây giờ biết á, ai cũng khen. Ngoài những combo thực phẩm giá ưu đãi, phường 1 quận Phú Nhuận vẫn thực hiện đi chợ hộ tại các siêu thị, cửa hàng cho bà con để mua những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Hiện nay, nguồn thực phẩm nhiều lúc bị thiếu hụt, giá cả lại tăng lên nên việc hỗ trợ combo siêu rẻ càng trở nên ý nghĩa. Đó là quan tâm của phía chính quyền với mong muốn cùng san sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.